Kính thưa quý vị, máy bay riêng của Elvis Presley sắp bán đấu giá tên từ Memphis, Tennessee. Nhà đấu giá Julian cho biết, hai chiếc máy bay của huyền thoại âm nhạc Elvis Presley có tên là Lisa Marie và Hound Dog 2 đang được chuẩn bị để đưa ra bán đấu giá. Chiếc Lisa Marie đặt theo tên con gái của Elvis Presley được ông mua vào năm 1975 với giá là 250.000 Mỹ Kim. Sau đó, ông vua nhạc rock and roll đã dành hơn 300.000 Mỹ Kim để tân trang lại. Theo nhà đấu giá Julian, Elvis sẽ tự chọn màu sơn đỏ, trắng và xanh cho chiếc máy bay và thường sử dụng Lisa Mary khi cần di chuyển bằng đường hàng không. Giám đốc điều hành của công ty đấu giá Martin Nolan cho biết, nội thất sang trọng bên trong máy bay hoàn toàn do Elvis Presley tự thiết kế và trang trí. Các loại vải phủ cùng những đồ đạc trong phòng tắm đều do ông tự chọn. Elvis rất tự hào về điều này. Trong thời gian chờ đợi máy bay Lisa Marie được tân trang lại, Elvis mua thêm chiếc Hau Dog 2 là một máy bay chở khách loại nhỏ của hãng Lockheed Jetstar với giá là 900.000 Mỹ Kim. Cả hai chiếc máy bay hiện nay không còn vận hành nữa. Chúng được trưng bày cho khách thăm viếng tại Graceland, lâu đài riêng của Elvis ở thành phố Memphis, Tennessee. Ước tính, chiếc máy bay Lisa Marie này sẽ được bán với giá là 10 triệu Mỹ Kim và hao Dog 2 với 15 triệu Mỹ Kim trong phiên đấu giá sắp tới.